Chào tất cả anh em đến với chạy chó xoáy Thái Sài Gòn, lại là Trung Lùn đây. Hai cái hình đầu tiên là hai hình bé Isabella và con đực blue nhập của mình ha. Thì lúc là mình ra phát hiện thì là mình thấy bé đẻ được 4 em rồi. Thì bữa anh em có theo dõi thì biết bé Isabella mắc quỷ này. Thì lúc mình quay khoảng hơn 50 ngày, thì hôm nay cũng gần cỡ tuần lễ nay rồi. Thì hôm nay khoảng 57-58 ngày á, thì là bé hạ sinh, bé đẻ. Đó. Cái dòng này là màu Isabella. Thì mình ra thì mình kiểm tra xoáy nè, đầu tiên mình kiểm tra xoáy nè, khung xương, cái đuôi rồi không gãy, bộ đầu rồi ha, rất là đẹp luôn. Lý do tại sao anh em nhìn thấy có hai màu blue và màu đỏ, do cái bé Isabella này nè là cái da phả của chó cha là blue, còn á, là mẹ đó là chó đỏ, nên đẻ ra là màu hồng phấn, đó là gọi là Isabella mắc quỷ đó. Đó thì mình phối với con đực nhập của mình, nó thì ra là màu vừa blue và vừa đỏ luôn em ha. Thì mang màu cho nó bên da phả đỏ nó nhiều hơn, màu đỏ nhiều hơn. Đó, bé đang hạ sinh cái em thứ 6 anh em ha. Em đó là em đực. Bầy này nó nói chung nó đẻ cũng lẹ lắm anh em. Trong vòng độ khoảng 1 tiếng hơn là bé đẻ được 5-6 em rồi. Đây là được 6 em nè. Anh em thấy là được 4 con chó đỏ và 2 bé blue anh em ha. To lắm, nói chung là đẻ con ra cực to luôn, bộ đầu xoáy đầu rất dài luôn, xoáy bản có, xoáy xa, xoáy kiếm có. Đấy, đó là nó bé đẻ ra con chó đỏ. Anh em coi bộ đầu, từ bộ đầu, khung xương rồi mặt rất là ngầu luôn, mắt sét anh em ha, xoáy rõ ràng luôn, xoáy rõ ràng đỏ đậm anh em. Anh em cứ theo dõi bài này ha. Bài này thì lúc này là xong rồi nè, bé đẻ được 7 em anh em ha. Được là 5 đực và 2 con blue là đực anh em ha. Còn là đỏ là vừa đực vừa cái. Anh em theo dõi và có gì tiếp tục ủng hộ kênh YouTube mình ha. Cảm ơn anh em đã quan tâm. Chào tạm biệt anh em.